Vâng các bạn ạ, hôm nay thì lại có thêm rất là nhiều hàng về. Hôm nay thì sẽ có những cái mẫu là Dell Vision 5750. Đấy, mẫu này thì hôm nay mình muốn quay cho các bạn cùng xem, bởi vì mẫu này là lâu lắm mới về. Là cái mẫu máy dòng máy chạm mỏng nhẹ và màn 17 inch. Và ở trong lô hàng này cũng có một cái mã đặc biệt nữa là mẫu MacBook Pro 16 inch. Đấy, con này sẽ có cấu hình là cực kỳ cao, là M1 Max 64GB RAM và ổ cứng lên đến 4T. Và một cái mẫu nữa là mình muốn quay cho anh em xem là chỗ này sẽ là có 6 chiếc Dell Vision 5560. Đấy, và là sẽ có độ phân giải là màn 4K. Ở trong vít này thì mình sẽ quay cho anh em xem cái mẫu 5750 trước. Đấy, thì như ở trong 5 thùng hàng này về đây thì mình sẽ unbox. Đây, bên mình có nốt rồi. Thùng này sẽ có là Dell Vision 5750 này. Đấy, Dell Vision 5750 và 3 chiếc MacBook Pro 14 inch và 1 chiếc MacBook Pro cũng 14 inch nhưng M1 Max. Đấy. Những mẫu hàng qua sử dụng thì 100% trung trần sẽ là hàng nhập Mỹ. Đấy. Đây sẽ là hàng Dell Refurbished. Đây, hai con này thì đều sẽ là 5750. Các bạn ạ, với hàng Dell Refurbished thì như mình cũng đã giới thiệu rồi, thì đây sẽ là quy cách đóng gói của hàng Dell Refurbished. Con này sẽ là Dell 5750, sẽ có cấu hình là i7 10850H, RAM 32GB, SSD 512GB, và card đồ họa sẽ là card NVIDIA T2000, con này có VRAM là 4GB và màn hình sẽ là màn Full HD cộng. Đây anh em xem, đây con này thì lâu lắm mới về hàng. Bình thường đợt này về nhiều 5550, nhưng đợt này về 55, đợt con này là 5750 luôn. Thì con này vẫn sẽ sử dụng sạc Type-C và sạc Ovan. Con này sẽ là 130W. Ok, bây giờ mình sẽ mang ra đây để cho anh em cùng xem. Thì đây sẽ là quy cách đóng gói của hàng Dell Refurbished, hàng nhập Mỹ, 17 inch. Con này sẽ là màn 17 inch, nhìn cực kỳ to rõ ràng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy ra cho anh em cùng xem nhé. Đây sẽ là lại có thư cảm ơn của Dell. Ok, đây. Về mẫu mã thì sẽ giống hệt con 5750 này, sẽ giống hệt như là 5550 thôi. Đấy, nhưng 5750 sẽ là màn 17 inch. Đấy, bây giờ mình sẽ mở máy ra này. Nhìn màn con này thì cực kỳ to rộng rãi luôn. Phải, các bạn xem nhé, form thì giống hệt 5550. Giống y chang luôn. Cũng có những khuôn mặt này. Đấy, và cũng có vân tay. Nhưng màn hình được 17 inch. Thì như hôm trước mình có cân cho anh em xem là con 5550 rồi. 5550 thì sẽ khoảng là 1 cân 9. Còn bây giờ mình sẽ cân cho anh em luôn cái mẫu 5750 này là được bao nhiêu cân. Chút bỏ ra luôn. Ok, mình cân cho anh em xem nhé. Đây là màn 17 inch. Với option màn 17 inch này thì anh em sẽ có cân nặng là 2,36 cân. Đấy, 2,36 cân. Nặng hơn, tính ra là nặng hơn khoảng tầm 4 lạng rưỡi. Khoảng 4 lạng rưỡi, 450 gram. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bật lên cho anh em cùng xem. Toppad cực kỳ to này. Đấy, đây là hàng về nhá, là mình chưa có lau chùi gì cho anh em cả. Khi lên kho bên mình sẽ lau chùi sạch sẽ cho anh em, là đến chỉ việc mua hàng. Con này thì với mẫu 5750 thì sẽ có vẫn được màn nhám chống lóa này, độ phân giải vẫn là Full HD cộng, và vẫn có những khuôn mặt này, camera này, vân tay cũng có này, đến nguồn này, đèn nền bàn phím cũng có này, hai giải loa cảm giác to hơn gấp đôi so với cả 5550. Đây sẽ là hai giải loa.
Con này thì sẽ chạy với CPU là i7-10850H các bạn ạ. Con này sẽ có là 6 nhân và 12 luồng. Còn về RAM thì đối với bản RAM này thì mình lấy một chiếc là RAM 32GB. Thì với một bản RAM 32GB này thì sẽ có là đang cắm là hai thanh 16 chạy song song. Hai thanh 16GB chạy song song các bạn ạ. Và ổ cứng ở đây sẽ là ổ con này thì sẽ chạy ổ là SD 512GB. Đấy, con này sẽ chạy ổ là SD 512GB nhé. Và đây sẽ là card đồ họa onboard của máy là in theo UHD graphics này. Và một card rời là card NV Quadro T2000, con này có VRAM là 4GB. Đấy. Thì như các bạn thì nhìn thấy ở đây thì mình có đánh giá về màn hình đây ấy, là đối với màn hình 17 inch mà Full HD cộng thì thật sự mình nhìn đây là mình thấy cũng vẫn rất là nét, nó không bị rỗ các bạn ạ. Nó không hề bị rỗ một tí nào luôn. Và với độ sáng là rất là cao. Con này độ sáng là hơn 400 nit rất là cao. Mà nếu mà xét về độ phủ màu ấy thì mình chưa đo về cái tấm về cái màn này, nhưng mình có thể là mình thường mình hay nhìn màn hình qua cái màu đỏ của nốt X này này thì mình thấy cực kỳ tươi, cực kỳ tươi. Thì con này thì chắc là vẫn sẽ có độ phủ màu như là 5550 rất là cao. Đây sẽ là về cấu hình cơ bản của Dell Vision 5750. Và đây sẽ là cái đánh giá cảm quan của mình về Dell Vision 5750. Thì như mình cầm ở trên tay ấy, như mình cầm trên tay là nó sẽ có cân nặng khoảng cũng đúng như là cái thông số thực tế sẽ là khoảng tầm 2 cân 4 đấy. Đấy, nó không được nhẹ như là 5550. Nó không được nhẹ 5550. Và cái cảm giác mà mình cầm lên đầu tiên ấy là cảm giác vẫn là cảm giác lạnh như là 5550, bởi vì con này sẽ là full kim loại. Full kim loại. Thì về các cổng ấy, về các cổng thì anh em có thể xem ở đây này. Con này thì vẫn ở hông bên trái là hai cổng Type-C. Hai cổng Type-C, một cổng sạc. Ở hông bên phải thì cũng có thêm hai cổng Type-C nữa, vậy thì con này có bốn cổng Type-C và một khe cắm thẻ nhớ SD. Và đây là jack cắm tai nghe 3.5. Đấy, thì với dòng mà máy mỏng nhẹ như thế này ấy, thì các cái cổng USB Type A là gần như là không thể cắm được rồi, bởi vì bạn thấy xem là cái phần phiền dưới của con này này. Đấy, thì với phần phía dưới con này thì nó rất là mỏng, nó chỉ vừa đủ khe Type-C thôi. Đấy, cho nên là mình sẽ không thể thiết kế đeo cũng không thể trang bị được với cổng HDMI lên đây này, và cũng không thể trang trang bị được một cổng USB Type-A. Đấy, thì với mẫu này thì được sản xuất vào năm 2020. Đến bây giờ thì sẽ có mức giá khoảng từ 20 cho đến 25 triệu các bạn ạ. Thì với cái cấu hình như thế này thì rất phù hợp với những bạn nào làm về kiến trúc xây dựng này. Đấy, hoặc là các bạn dùng content creator hoàn toàn có thể mua được dòng này. Đấy là bởi vì là máy trọng lượng gọn gàng so với cả cái cấu hình. Và cái cấu hình ở đây là về cái kích cỡ màn hình với 17 inch mà chỉ có khoảng 2,36 cân. Thế cũng thôi lại là nhẹ rồi. Vâng. Còn về đo các giải màu thì mình có đo bằng công cụ Spy 5 Elite rồi. Thì đối với giải màu sRGB thì mẫu này đạt 100% sRGB. Màn hình đạt 100% sRGB. Còn đối với giải màu DCI-B3 thì đạt 78% DCI-B3. Đấy. Và còn giải màu Adobe RGB là đạt 76% Adobe RGB. Còn đối với giải màu NTSC thì đạt 71%. Đấy sẽ là cái thông số màn hình của mẫu Dell Vision 5750 có màn hình là Full HD cộng các bạn ạ. À, mình đã mở nắp đáy của máy ra rồi đây. Thì như các bạn cũng sẽ thắc mắc rằng ấy là với màn 17 inch to như thế này thì main có bị trống hay không? Thì như là mình xem ở đây là main ở đây này, các bạn xem này, không hề có một chỗ trống nào luôn. Đấy. Thì như cái mà mình thấy rõ ở đây luôn ấy là cục pin cực kỳ to đối với dòng 5750. 5750 thì được trang bị một viên rất là to đến 97 Wh, các bạn sẽ xem ở đây. Đấy, và đây sẽ là hai loa rất là to luôn, hai loa rất là to. Và có một cái mà mình thấy khi mà mở cái main ra và mình xem luôn ấy, là thật sự mình cực kỳ ưng cái hệ thống tản nhiệt của 5750, 5750 với hai quạt tản nhiệt cực kỳ to, to hơn 5550 nhiều. Và mình rất thích hai cái gioăng cao su này. Đây các bạn ạ, cái gioăng cao su đấy đây. Đấy. Với gioăng cao su đấy nhá. Đấy, với gioăng cao su này thì mình thấy là đây các bạn xem này. Đấy, thì khi mà đậy cái nắp này vào ấy, thì hoàn toàn các cái gioăng cao su này sẽ chặn được tất cả các khí nóng đấy, ở các cái linh kiện khác ở cái vùng xung quanh sẽ chặn hết tất cả khí nóng và các khí mát ở ngoài ấy, thì sẽ được hút 100% ở đây ra và được hút vào cái gió này. Đấy. Cái này thì mình thấy là mẫu 5750 được làm cực kỳ tốt. Và các ống đồng tản nhiệt đây các bạn xem này.
Đấy, đã được bọc cách điện và cách nhiệt cực kỳ tốt. Đây. Cái này thì 5550 không có, 5550 không có và 55 với 5750 thì có. Đây sẽ là cạc wifi của máy này và 5750 thì sẽ có hai ổ cứng. Hai ổ cứng và được bọc được tản nhiệt bằng đồng cực kỳ tốt. Đây. Đây sẽ là hai khe tản nhiệt, đây sẽ là hai khe ổ cứng các bạn ạ. Và đây sẽ là được trang bị là hai khe RAM nâng cấp được. Đấy, cực kỳ tiện. Sau này các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên 64GB RAM. Đấy, nếu mà RAM lỗi thì các bạn thể thay RAM. Đấy. Ok. Thì đây sẽ là, còn các bạn thể xem là đây, đây sẽ là hai cái thanh bản lề, hai cái bản lề bằng kim loại cực kỳ chắc chắn của Dell Vision 5750. Đây. Đấy. Thì mình đánh giá đây là main của 5750 đang làm cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt. Có tản nhiệt lớn này. Đấy, cách điện thoải mái luôn. Hai khe ổ cứng, pin to. Thì như hôm nay mình muốn quay vít này là để giới thiệu mẫu Dell Vision 5750 là đã bắt đầu có hàng về tại Trung Trần rồi. Các bạn muốn mua thì các bạn hoàn toàn có thể kích vào link ở bên dưới. Mình sẽ để link ở bên dưới các bạn ạ. Đây sẽ là hàng qua sử dụng các bạn nhé. Và hàng qua sử dụng và do chính Dell Mỹ thu hồi lại và refactory lại và bán lại ra thị trường các bạn ạ. Và với quy cách đóng hộp sẽ là như mình đã quay cho các bạn rồi. Đấy, thì các bạn chú ý đây sẽ là hàng qua sử dụng nhé. Và hình thức còn đẹp. Các bạn ạ, Trung Trần đã để link ở bên dưới. Các bạn nếu mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về cấu hình và giá, các bạn sẽ có thể truy cập vào link bên dưới nhé. Trung Trần xin cảm ơn các bạn ạ.